Sopoka đồng hành cùng Hiểu Rõ trong 5 phút. Ổ cắm đa năng cần mọi ngóc ngách. Combo hai đầu nối chỉ 65k, giảm thêm 10k, chỉ còn 55k dành cho viewer của Hiểu Rõ trong 5 phút. Săn mã dưới comment ngay. Số lượng giới hạn. Sopoka thật đáng đồng tiền. Xin chào và chào mừng các bạn đến với video phân tích chiến sự Ukraine thời điểm ngày 20 tháng 9. Trong video này, chúng ta sẽ cùng điểm qua những tin tức mới nhất trên chiến trường và cùng thảo luận xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bắt đầu từ khu vực Bakhmut, lực lượng Ukraine đã thành công trong việc chiếm đóng Klishchiivka và Andriivka. Hiện quân Ukraine đang tiếp tục tiến về phía đông tại hai khu vực này, đồng thời đẩy về phía nam theo hướng Kurdyumivka. Mục đích của quân Ukraine là rất rõ ràng khi họ đang cố gắng đẩy lùi lực lượng Nga dọc theo tuyến đường sắt cả về phía đông bắc và phía nam. Trong khi lực lượng Nga đang cố thủ tại các đường sắt và bố trí lực lượng dọc theo các khu rừng và đường ray. Tuy nhiên, điểm yếu của lực lượng Nga ở đây là hầu hết các khu vực này đều nằm ở các vùng thấp hơn so với vị trí tấn công của Ukraine. Nếu chúng ta xem bản đồ địa hình, đây là Andriivka và Klishchiivka. Chúng ta thấy rõ ràng về cơ bản, quân Ukraine có lợi thế độ cao địa hình tại các phần ở phía bắc, tại Andriivka và Klishchiivka. Nhưng khi di chuyển về phía nam, tại Kurdyumivka, quân đội Nga với việc vẫn kiểm soát được khu định cư này nên họ có lợi thế hơn. Điều này có nghĩa là khi tiến về phía đông, lực lượng Ukraine sẽ không gặp nhiều khó khăn khi đẩy qua các đường sắt, vì chúng nằm ở vị trí thấp hơn. Nhưng khi tấn công về phía nam, thì quân Ukraine sẽ gặp bất lợi hơn ở Kurdyumivka, vì Nga sẽ có mặt bằng cao trở lại. Vì vậy, trong trường hợp này, lực lượng Ukraine có lẽ sẽ không nhắm đến việc đẩy về phía nam. Thay vào đó, họ sẽ đẩy quân về phía đông và phía bắc, tạo áp lực lên Bakhmut. Tình hình hiện tại ở điểm này của tuyến đầu đang tiếp tục là lực lượng Ukraine đang có lợi thế khi chiếm đóng được Andriivka và Krychivka, bởi lực lượng Nga thực sự không có bất kỳ công sự hay khu định cư đáng kể tại sườn phía nam của Bakhmut. Do đó, lực lượng Ukraine hiện đang ở vị trí tốt hơn so với trước đây. Sau khi chiếm đóng Klishchiivka, họ có thể bắt đầu tạo áp lực từ phía nam lên Bakhmut, cũng như tiến về phía đông hơn, ngăn chặn tuyến đường hoặc thậm chí tiến về phía nam, cố gắng chiếm đóng Kurdyumivka. Vì vậy, lực lượng Ukraine hiện đang có nhiều lựa chọn. Theo nhận định từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW của Mỹ, chiến lược Ukraine ở đây là khiến lực lượng Nga tập trung vào phòng thủ ở Bakhmut. Tuy nhiên, chúng ta thấy từ các số liệu, quân Ukraine thực ra đang áp đảo về số lượng so với quân Nga ở đây. Điều này có nghĩa là chiến lược này là không hợp lý. Tại sao bạn phải cố gắng làm lệch hướng kẻ địch trong khi bạn có sẵn nhiều quân hơn? Điều này không hợp lý. Vì vậy, cuối cùng vẫn chỉ là Viện Nghiên cứu Chiến tranh đối mặt với các câu trả lời không chính xác của lực lượng Ukraine. Trên thực tế, khoảng thời gian mà một bên cần để chiếm các nguồn lực bên kia thông qua cuộc chiến này không phải là một chỉ số về khả năng hoặc sức mạnh của lực lượng tấn công, mà là mức độ kháng cự của lực lượng phòng thủ. Điều này có nghĩa rằng, trong khi người Nga mất 9 tuần để chiếm đóng Andriivka và Klishchiivka, lực lượng Ukraine đã tiêu tốn 3 tháng rưỡi. Điều đó không có nghĩa rằng lực lượng Ukraine yếu hơn lực lượng Nga. Nó chỉ có nghĩa rằng khả năng kháng cự của Nga cao hơn nhiều ở các khu vực này. Tiếp theo, chúng ta chuyển tới khu vực Premivsky, nơi cuộc chiến vẫn tiếp tục nổ ra ở Novodoneske, Novomayoske, Shevchenko. Nhưng quân Ukraine chưa đạt được lợi thế nào ở các vùng này. Trong khi đó, tại khu vực Robotyne, cuộc chiến vẫn tiếp tục với sự tiến công của quân Ukraine, nhưng cũng chưa có sự tiến triển nào từ phía lực lượng Ukraine. Còn về những cập nhật mới nhất ở hướng Robotyne, lực lượng Ukraine hôm qua đã tiến hành một chiến dịch tấn công tại đây, bao gồm 2 đơn vị bộ binh đi cùng với 2 xe tăng. Nhưng sau đó, 2 chiếc xe tăng Ukraine đã bị nổ bởi mìn và các lực lượng bộ binh Ukraine đã phải tản ra để tránh công kích bằng pháo. Điều này làm rối tung đội hình, dẫn tới cuộc tấn công thất bại, và câu chuyện này lặp đi lặp lại trong khu vực suốt nhiều tháng qua. Về cơ bản, mọi chuyên gia đều nhận định rằng sẽ không có gì thay đổi trong tháng thứ tư quân đội Ukraine phản công. Quân Ukraine sẽ tiếp tục bị mài mòn, họ cũng tạo ra được một số tiến triển, nhưng không thể làm cho lực lượng Nga sụp đổ tại Bakhmut hay Robotyne như đã xảy ra một năm trước ở Kherson và Kharkiv. Mặt khác, quân đội Nga sẽ tiếp tục phòng thủ thêm một thời gian. Một phần lực lượng đã được huy động sẽ tiếp tục tích lũy kinh nghiệm trong huấn luyện, trong khi việc luân chuyển lực lượng sẽ tiếp tục diễn ra để tránh sự mai mòn của lực lượng tại mặt trận. Trong khi đó, quân Wagner cũng sẽ trở lại các mặt trận Ukraine. Mặc dù họ không còn là một công ty quân sự tư nhân, nhưng theo thông tin mới nhất, họ sẽ gia nhập quân đội Nga và được giữ lại phiên hiệu riêng. Với các binh sĩ đã có kinh nghiệm thực chiến, sẽ cho phép Wagner giải quyết những hạng mục khó khăn trên mặt trận. Không những vậy, có một sự trùng hợp diễn ra ngay sau khi có thông tin Wagner quay trở lại chiến trường Ukraine, vì quân đội Belarus đã thông báo rằng họ sẽ tiến hành một cuộc tập trận quân sự lớn vào cuối tháng 9. Theo đó, sẽ có ít nhất 20.000 binh sĩ tham gia cuộc tập trận này, và rõ ràng Ukraine sẽ phải cần tăng cường phòng thủ biên giới phía Bắc, dù Belarus chưa bao giờ tuyên bố sẽ tấn công Ukraine. Ngoài ra, một vấn đề khác mà Ukraine đang tiếp tục gặp phải theo các bài viết từ phương Tây từ đầu cuộc chiến đến nay, đó là lực lượng Ukraine đang sử dụng nhiều đạn dược hơn so với những gì mà NATO có thể cung cấp. Các quan chức NATO đã nhiều lần đề cập đến vấn đề này vì số đạn pháo đang được sử dụng trong cuộc chiến này cao hơn nhiều so với những gì mà phương Tây đã chuẩn bị. Và điều này đã tạo ra một thất bại ngay từ hậu phương. Các chỉ huy quốc phòng NATO nói rằng việc thiếu đạn pháo và các loại đạn dược khác đang gây nhiều khó khăn cho chính quốc phòng của các nước phương Tây. Việc họ không có nhiều đạn pháo khiến NATO trông có vẻ yếu hơn. Trong khi NATO trông đủ mạnh thì không ai sẽ muốn chiến đấu hoặc thách thức họ. Nhưng nếu các quốc gia khác bắt đầu thấy rằng NATO thậm chí còn không đủ đạn dược để cung cấp cho một cuộc chiến, thì còn lý do nào để họ tự kìm lại? Ví dụ, Trung Quốc tấn công Đài Loan hay Triều Tiên đánh Hàn Quốc. Nó sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu Mỹ không có nhiều đạn dược so với họ có. Vì vậy, những suy nghĩ này có thể xảy ra khi NATO đang trong tình trạng yếu thế, điều mà đã được thể hiện rõ khi NATO còn không thể cung cấp đạn pháo cần thiết cho Ukraine. Và nếu ai đang tự hỏi liệu phía Nga có thể hết đạn pháo trước khi NATO hết đạn, thì phải chia buồn với những người ủng hộ NATO và Ukraine rằng Nga với tiềm lực từ thời Liên Xô chính là nguồn cung cấp và sản xuất đạn pháo số 1 thế giới. Họ còn có năng lực hơn cả thảy NATO kết hợp lại. Không những vậy, Nga đã tăng sản xuất đạn dược 7 lần kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Đồng thời, có thông tin cho biết Nga đã nhận hàng triệu viên đạn từ Triều Tiên. Vì vậy, không nên chỉ mong đợi Nga hết đạn trước NATO, vì khả năng lớn là Nga sẽ trụ lại được lâu hơn Ukraine trong cuộc chiến tiêu hao này. Hôm qua, ngày 19 tháng 9, phát biểu trước Liên Hợp Quốc, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thừa nhận tâm lý mệt mỏi liên quan đến cuộc chiến kéo dài gần 19 tháng qua và kêu gọi thế giới tiếp tục ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Ông Biden cho rằng không quốc gia thành viên nào của Liên Hợp Quốc sẽ cảm thấy an toàn nếu Ukraine bị chia cắt, và chỉ mình Nga có đủ khả năng chấm dứt cuộc xung đột này ngay lập tức. Vì vậy, Tổng thống Mỹ tuyên bố Washington cùng với các đồng minh và đối tác trên thế giới sẽ tiếp tục đứng vững cùng Ukraine, khi Tổng thống Nga Putin cùng quân đội Moscow đang đánh cược rằng thế giới sẽ ngày càng mệt mỏi khi ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến. Trước đó, hôm 17 tháng 9, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố rằng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ không kết thúc cho đến khi Nga hạ vũ khí. Ông Jens Stoltenberg nói rằng chúng ta phải thừa nhận nếu Tổng thống Zelensky và người Ukraine ngừng chiến đấu, đất nước của họ sẽ không còn tồn tại. Nếu Tổng thống Putin và Nga hạ vũ khí, chúng ta sẽ có hòa bình. Tuy vậy, rất nhiều nhà quan sát đều chung nhận định tình hình chiến trường đang ngày càng bất lợi cho Ukraine, và những tuyên bố kiểu này của phương Tây dường như cũng thể hiện sự khó khăn đó. Trong một diễn biến liên quan, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã nói với NBC News trong một cuộc phỏng vấn được phát hôm 18 tháng 9 đã nói rằng Ukraine có thể tránh được hàng trăm nghìn người chết và mất ít đất hơn nếu đạt được thỏa thuận hòa bình. Việc mất lãnh thổ Ukraine vào tay Nga là điều có thể thương lượng được, ông Trump nhận định, đồng thời nói thêm rằng rất nhiều người mong đợi Kiev từ bỏ yêu sách của mình đối với Crimea và các khu vực khác của đất nước để đổi lấy hòa bình. Vì vậy, họ đáng ra có thể đạt được một thỏa thuận, trong đó có ít lãnh thổ bị mất hơn so với số lãnh thổ mà Nga đang chiếm được hiện nay. Họ có thể đã đạt được một thỏa thuận, trong đó không ai thiệt mạng. Họ sẽ có quốc gia Ukraine. Bây giờ thậm chí không ai biết liệu Ukraine có bị chiếm hoàn toàn hay không. Cựu Tổng thống Mỹ đã chốt hạ rất đau lòng như vậy. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.